Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách clone hay gọi là sao chép các cái thiết bị ngoại vi như là thẻ nhớ này, USB. Chúng ta có thể sao chép toàn bộ nội dung thành file ảnh, hoặc sau đó có thể dùng cái file ảnh đó để copy hay sao chép dữ liệu sang một cái thiết bị ngoại vi khác. Và các cái thiết bị ngoại vi được copy đó sẽ có dữ liệu hoàn toàn giống như cái thiết bị gốc ban đầu, hoàn toàn về cấu trúc và dữ liệu. Chúng ta sẽ được hai thiết bị với dữ liệu hoàn toàn giống nhau, kể cả các cái USB có hệ điều hành cũng sẽ được sao chép nguyên bản. Để làm được điều đó thì các bạn sẽ tải và cài đặt cái phần mềm tên là Win32 Disk Imager. Đây là phần mềm miễn phí sẽ cho phép các bạn sao chép toàn bộ nội dung của USB này hay là cái micro SD thành một file ảnh. Và ngược lại, tức là các bạn có thể chuyển toàn bộ nội dung từ file ảnh đó sang một cái USB nào khác. Ở đây tôi đang có một cái thẻ micro SD chứa nội dung là hệ điều hành chạy cho máy chơi game, và tôi sẽ muốn copy toàn bộ cái nội dung này sang một cái thẻ mới. Thì các bạn sẽ khởi động cái phần mềm Win32 lên. Để lưu ảnh của cái thẻ này thì các bạn sẽ chọn nơi lưu trữ. Tôi sẽ chọn thư mục image SD và nhập tên cho cái file các bạn muốn lưu. Tôi sẽ đặt tên là microSD32 và đuôi của nó sẽ là img, tức là đuôi file ảnh đấy. Các bạn bấm open. Đây là cái file các bạn sẽ lưu này. Các bạn sẽ có tùy chọn mã hóa hay không? Đấy, tôi không. Cái tùy chọn read only allocated partition này là cho phép các bạn chỉ đọc cái phân vùng đã được xác định. Ở đây tôi đọc tất cả nên tôi sẽ không tích vào. Để bắt đầu đọc dữ liệu thì các bạn sẽ bấm vào read và phần mềm sẽ đọc toàn bộ dữ liệu từ cái thẻ chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ thấy cái tốc độ đọc này và tổng thời gian. Cái thẻ này 32GB sẽ đọc mất khoảng 25 phút. Ok, xong. Và chúng ta sẽ thấy một cái file ở trong cái thư mục image SD là cái file chúng ta vừa đọc được từ thẻ. File này dạng file ảnh có dung lượng tương đương với cái thẻ của chúng ta. Và bây giờ tôi sẽ muốn copy toàn bộ cái nội dung này sang cái thẻ khác. Ví dụ đây là cái thẻ ở ổ E này. Chúng ta quay trở lại cái phần mềm Win32. Sau đó các bạn sẽ chọn cái file ảnh muốn copy vào. Và tôi chọn cái file ảnh của cái thẻ cũ. Thì trước khi bấm ghi thì các bạn sẽ chọn cái ổ đĩa các bạn muốn ghi. Các bạn sẽ chọn ổ E nhé. Và bấm Write. Chúng ta sẽ nhận được một cái cảnh báo về xóa dữ liệu. Và đây tôi sẽ đồng ý xóa cái dữ liệu ở cái thẻ này. Và phần mềm bắt đầu tiến hành ghi. Nó sẽ ghi toàn bộ nội dung của file ảnh vào cái thẻ SD của chúng ta. Có thời gian này. Và sau khi hoàn thành ấy, thì toàn bộ nội dung của cái file ảnh đó sẽ được lưu trữ sang cái thẻ của chúng ta. Đây, chúng ta sẽ kiểm tra. Có cả hệ điều hành nhá. Tức là bây giờ cái thẻ mới này đã có nội dung hoàn toàn giống với cái thẻ cũ của chúng ta thông qua cái file image. Như vậy là việc sao chép clone đã thành công giữa hai cái thẻ. Hy vọng video này sẽ hữu ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.